dền này hay thái lạc lộn. Cái nhút nè, 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 thôi căn 5.000 đi cho chẳng cho dễ lui. 5.000 căn nó lẻ lẻ đâu có ai tính gì đâu, căn 5.000 thì căn 5.000 đi. Rau này là phải mặt lại nha ha, ngon lắm. Rồi muốn cho bán nè, ớt chứ bán nữa để hai luôn này hôm nay. Giờ cầm cho con coi như. Này lấy 26, 22, 22 với 5, 27 nè, 5, 10, 16 với cái này, cái này như 5 nè, 2 cái này 5 nữa là 10 cái này 6, cái này 2 nữa là 8, 18, 8 với cái này 4 nữa là như 84, 22 nãy cộng thêm 7 không chịu. Sợ lộn không, không phải gì chịu vì tội sao? Nó lộn mà ăn có hai ngon sao?